Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dịch vụ tăng view Twitter cực kỳ đơn giản mà ai cũng làm được. Tài khoản Twitter của bạn có lượng lớn view sẽ giúp người dùng ấn tượng và thích khám phá profile chi tiết của bạn hơn. Lượt view rẻ và lên nhanh cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Đầu tiên các bạn truy cập trang cá nhân tài khoản Twitter, chọn bài viết cần tăng view. Ở đây các bạn ấn vào icon chia sẻ và chọn sao chép liên kết. Sau khi lấy link thành công, các bạn quay trở lại trang web. Phần quản lý chung các bạn nhớ nạp tiền để có chi phí mua dịch vụ nhé. Tiếp theo ở phần danh sách các bạn chọn mục Twitter và chọn view Twitter. Các bạn dán link vừa copy vào ô này nhé. Tiếp đến các bạn chọn server bug theo mục đích sử dụng. Các bạn đọc kỹ phần mô tả của server bug. Ở đây mình chọn server 1 để test. Tiếp theo các bạn nhập số lượng view muốn tăng. Sau khi nhập số lượng xong, hệ thống sẽ tự động tính chi phí. Vì đây là video mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng dịch vụ trên trang web nên giá khi các bạn mua sẽ được điều chỉnh lại. Các bạn kiểm tra lại tất cả thông tin và ấn mua là đã hoàn thành việc tăng view Twitter. Ngoài ra các bạn có thể ấn vào lịch sử để quản lý cũng như theo dõi trạng thái đơn hàng nhé. Ngoài dịch vụ Twitter, hệ thống còn rất nhiều dịch vụ khác như Facebook, Instagram, TikTok, vân vân. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách tăng view Twitter. Bạn nào muốn mình làm về dịch vụ nào khác hãy comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.